Xin chào anh chị em nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trường Stock. Đây là một kênh chứng khoán lập ra nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giao dịch trên thị trường và cũng là nơi em sẽ chia sẻ các mã cổ phiếu tiềm năng, những cơ hội đầu tư và hướng quản trị danh mục để anh chị có thể kiếm được cái mức sinh lợi tốt trên thị trường và có một cái góc nhìn riêng. Nếu như anh chị lần đầu tiên đến với kênh thì mình có thể bấm vào nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video đến từ em. Và anh chị thấy video hay có thể để lại cho em một like để ủng hộ em nha. Và ngoài ra trong phiên, nếu mình muốn được hỗ trợ tư vấn trực tiếp ta thì đây là một cái room tư vấn hỗ trợ trực tiếp ngay trong phiên, nhận định về thị trường cũng như là đưa ra các khuyến nghị mua bán đối với các cổ phiếu thì mình có thể tham gia vào đây để nhận được cái sự tư vấn đến từ em. Về cách thức tham gia thì mình sẽ tham gia qua cái đường link dưới mỗi video em để lại nè, em để lại cái đường link thì mình có thể tham gia vào đây để nhận được cái sự tư vấn hỗ trợ đến từ em. Hôm nay có thể nói là một phiên giao dịch rất là nhiều cảm xúc của nhà đầu tư khi chứng kiến hàng loạt mã cổ phiếu bất động sản trước đó tăng nóng, hôm nay thì đóng cửa ở mức giá sàn và thậm chí là trắng bay mua. Đây chị em thấy là các mã cổ phiếu như DIG, Nam Long, Đạt Phương vân vân. Thì đây là những cái cổ phiếu trước đó tăng rất là nóng và hiện tại hôm nay bị điều chỉnh mạnh với cái khối lượng bán mạnh. Đồng thời ở cái chiều ngược lại thì dòng tiền lại tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây, ngân hàng hôm nay nhiều mã tăng tốt và thậm chí có OCB, LB Bank đóng cửa mức giá trần. Trong phiên thì có HD Bank nè, cũng lộ trần. Thì đây hôm nay dòng tiền đã thể hiện một tín hiệu dịch chuyển rất là rõ. Nếu như trước đó anh chị có theo dõi video đến từ em thì em cũng có nhận định là giai đoạn này, cái sóng, cái dòng tiền được kỳ vọng hướng đến đó chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng, một nhóm mà mình rất là kỳ vọng trong quý 4 này. Khi mà mặc dù là nhóm bất động sản được chúng ta đánh giá là một cái nhóm hưởng lợi từ các đề xuất các gói kích thích kinh tế thì nhóm bất động sản dân cư sẽ là cái nhóm được hưởng lợi. Tuy nhiên, một điều anh chị em mình thấy rất là rõ là nhóm cổ phiếu bất động sản trước đó đã có những cái phiên tăng cực kỳ nóng. Đơn cử là cổ phiếu DIG, anh chị em thấy trước đó tăng từ vùng giá là 30 lên vùng giá 6x. Đây, mình đo nhẹ là khoảng đâu đó là gần 100% anh chị. Một cái mức tăng cực kỳ lớn, nó thể hiện là cái kỳ vọng của nhà đầu tư. Mặc dù là doanh nghiệp quý 3 báo lỗ nhưng mà cái kỳ vọng của nhà đầu tư rất là lớn và đồng thời là cổ phiếu tăng rất là nóng. Thì em có nói nhiều với anh chị em mình rồi, kể cả thị trường hay cổ phiếu thì nó cần có cái sự đi lên bền vững. Đi lên bền vững là thế nào? Nghĩa là tăng, có điều chỉnh, có đi ngang sau đó tăng tiếp thì nó có thể rũ bỏ bớt cái lượng nhà đầu tư cũng như là nó có cái thời gian tích lũy để hấp thụ lực cung. Còn nếu như tăng nóng như thế này thì một khi chỉnh nó có thể chỉnh rất là sâu. Bởi vì anh chị em thấy là những cái phiên tăng như thế này thì hầu hết các nhà đầu tư đều đang có lãi. Thì khi mà cổ phiếu có biến động, khi mà cổ phiếu có tín hiệu đảo chiều thì họ sẽ mang ra bán bất chấp. Và điển hình phiên hôm nay là một cái phiên như thế, khi mà đóng cửa ở mức giá là trắng bên mua. Thì rất là nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng có tín hiệu tương tự, ví dụ như là Đạt Phương này chị. Đạt Phương trước đó cũng tăng rất là nóng rồi. Thì em trước đó em không có khuyến nghị cho anh chị em mình mua mới những cổ phiếu này. Mặc dù là mình đánh giá có thể cổ phiếu sẽ còn tăng mạnh nữa, nhưng mà anh chị em để ý một điều là cổ phiếu tăng nóng như thế này thì hầu như ai mua đoạn trước đều cũng đang có lãi và lượng hàng phần lớn nằm trong tay tổ chức thì họ có thể đánh lên và họ cũng có thể là đánh xuống. Thì phiên hôm nay thì nếu như những nhà đầu tư đến sau, thậm chí là chưa có hàng về để bán thì nó mang lại một cái mức rủi ro rất là cao. Thì với cái diễn biến hiện tại của dòng tiền, với cái diễn biến hiện tại của chỉ số VN Index, cái chiến lược cho nhà đầu tư là gì cũng như là chiến lược tiếp theo cho các mã cổ phiếu bất động sản, về điểm mua dạng này có nên mua hay chưa, cũng như là các anh chị em mình còn đang bị kẹp hàng thì mình cần xử lý như thế nào sẽ được em đề cập trong video ngày hôm nay. Đồng thời mình sẽ review qua dòng tiền về các nhóm ngành khác để tìm ra cái cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư đang cầm tiền cũng như là các nhà đầu tư muốn cơ cấu lại danh mục. Nói về thị trường một xíu thì hôm nay đóng phiên thì chỉ số VN Index là giảm 8,16 điểm, là khoảng 0,56%, xuống 1.444,3 điểm. Toàn sàn thì số mã giảm áp đảo so với mã tăng, khi mà có 328 mã giảm và 144 mã tăng anh chị. Về thanh khoản thì thanh khoản hôm nay của thị trường tăng vọt nha chị. Thanh khoản hôm nay tăng vọt so với phiên trước và vươn lên ở cái mức kỷ lục, là một cái phiên có thanh khoản cao nhất của thị trường từ trước đến giờ. Tổng giá trị giao dịch là đạt 52.148 tỷ đồng, tương đương là 2,2 tỷ đô la. Trong đó thì giá trị khớp lệnh đạt 49.856 tỷ đồng, tăng 47% so với phiên trước đó. Trong đó thì giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE thì tăng 52% lên cái ngưỡng là 41.155 tỷ đồng. Như vậy thì thị trường đã có một cái phiên giảm điểm với thanh khoản kỷ lục cho cả ba sàn. Nó cho thấy một điều là áp lực bán áp đảo đến từ nhóm bất động sản. Sau một giai đoạn tăng nóng thì hôm nay cái lực bán mạnh nhất đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, và bên cạnh đó là một số cổ phiếu đầu tư công có cái nhịp tăng nóng trước đó.
Bởi vì cái lượng cung tích lũy đối với các nhà đầu tư rất là nhiều. Các cái lượng cung từ các nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp thì dạng này, như em có nói là chỉ cần có biến động thì họ đa phần họ có lãi, cho nên họ sẵn sàng bán ra, họ sẵn sàng chốt, cho nên xảy ra cái hiện tượng là bán bất chấp và thậm chí là trắng bên mua như trong phiên ngày hôm nay. Một điểm tích cực như em vừa đề cập là dòng tiền ngày hôm nay mặc dù là chốt lại ở nhóm bất động sản nhưng nó không rút ra hoàn toàn khỏi thị trường mà có xu hướng chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đang chị em thấy là dòng tiền hôm nay có xu hướng chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng để chỉ số VN-Index không giảm quá sâu, bởi vì với cái lực bán hôm nay đến từ nhóm bất động sản cũng như là các cái nhóm ngành khác thì hầu như chị em thấy là hầu như các cái nhóm ngành trên thị trường hôm nay đều giảm nè, có bất động sản giảm, chứng khoán cũng giảm nhẹ nè, bán lẻ cũng giảm nè, sản xuất thiết bị máy móc thì hầu như đều giảm, chỉ có ngân hàng và thực phẩm đồ uống thì có cái nhịp tăng trong phiên ngày hôm nay. Thì với cái lực bán như vậy thì may là dòng tiền nó có tín hiệu là dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những cái nhóm có mức vốn hóa lớn nhất cho nên đã giúp đỡ thị trường không có bị giảm quá sâu. Và hôm nay thì với cái việc dòng tiền chuyển hướng sang đây cũng như là tạo lập đỡ chỉ số, nó thể hiện một điều là thực sự là họ chủ đích của họ là giữ chỉ số, không có để chỉ số nhiễm chỉnh quá sâu. Thì bởi vì mặc dù là dòng tiền rút ra khỏi bất động sản nhưng mà nó là một cái nhịp chỉnh cần thiết và một cái nhịp chỉnh là có thể đoán trước, bởi vì hầu hết các nhóm cổ phiếu bất động sản nó đã tăng và thậm chí một số cổ phiếu lại giá đã vượt quá giá trị. Thì em nói về cái việc mà giá vượt quá giá trị, overvalue, thì nó sẽ dẫn đến một điều là khi mà các nhà đầu tư họ bán ra thì họ bán bất chấp, bởi vì đa phần có lãi cũng như là cổ phiếu tăng nóng thì hầu như là cái mức lỗ chỉ đến với các nhà đầu tư đến sau. Các nhà đầu tư đến sau ví dụ như là DG nè, những nhà đầu tư mà mua ở vùng giá 3x 4x thì họ vẫn đang có lãi và họ sẵn sàng bán ra, còn những nhà đầu tư đến sau như thế này nó rất là rủi ro. Cho nên dạng này thì với cái nhịp tăng nóng trước đó, nhóm cổ phiếu bất động sản chỉnh là cần thiết và là một cái nhịp phù hợp để thị trường có thể đi lên tiếp. Và giai đoạn này sự luân phiên của dòng tiền nó thấy khá là rõ rệt khi mà dòng tiền sau khi chốt từ bất động sản thì sang mua cổ phiếu ngân hàng, thì nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là cái nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ VN30 và kỳ vọng sẽ là cái nhóm giúp chỉ số VN30 có thể tiến đến cái vùng đỉnh là cái vùng 1560 này, thì là nhóm ngân hàng sẽ là cái nhóm kỳ vọng giúp cho chỉ số VN30 có thể tiến đến cái ngưỡng 1560. Thì nhìn chung thì hiện cổ phiếu ngân hàng đang đóng vai trò là một cái kênh trung gian để giữ dòng tiền ở lại thị trường khi mà nhóm bất động sản bị chốt lãi và tạm nghỉ ngơi. Nó sẽ tốt cho thị trường khi mà dòng tiền từ nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ lan tỏa sang các nhóm ngân khác, thì mình đang cần thêm cái sự lan tỏa từ dòng tiền. Thì cái lượng cung chốt lại đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thì mình sẽ chờ cái nhóm này nó sẽ có cái vùng giá cân bằng trở lại sau nhịp tăng thì mình mới mua nha anh chị. Thì lát nữa em sẽ đề cập qua một cái số cái vùng hỗ trợ và mình sẽ ưu tiên hơn đối với những cái cổ phiếu trước đó chưa tăng nóng nha. Thì đối với các những cổ phiếu tăng nóng thì cái việc nó chỉnh sâu là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra rồi. Thì mình sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu trước đó chưa tăng mạnh nhưng mà bởi vì áp lực chung đến từ ngành mà nó bị điều chỉnh trong phiên ngày hôm nay, nhưng mà giá trị doanh nghiệp không thay đổi, giá trị triển vọng doanh nghiệp không thay đổi mà gặp áp lực chỉnh đến từ nhóm ngành thì mình vẫn là cái cơ hội đầu tư cho chúng ta. Thì về dòng tiền trên thị trường thì sau khi luân chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng thì mình sẽ cần nó có cái sự lan tỏa, thì vận động này nó sẽ tốt hơn cho thị trường hơn là cái việc mà dòng tiền nó chỉ tập trung vào một cái nhóm ngành quá nóng như trước đó là bất động sản thì nó hơi rủi ro. Mà dạng này nếu như dòng tiền có thể lan tỏa từ nhóm ngân hàng thì nó sẽ tích cực hơn cho thị trường. Về khối ngoại thì hôm nay khối ngoại mua ròng nha anh chị, hôm nay khối ngoại mua ròng trở lại là hơn 280 tỷ nè, hôm nay khối ngoại mua ròng trở lại hơn 280 tỷ và tâm điểm mua ròng thì có cổ phiếu Hòa Phát sau giai đoạn bị bán thì giai đoạn này bắt đầu khối ngoại mua ròng trở lại nè, bên cạnh đó có Vinhome, KBC, Novaland vân vân. Còn ở chiều ngược lại thì Hoa Sen, Masan, Vinamilk là những cái cổ phiếu mà bị khối ngoại bán ròng mạnh. Như vậy thì như em có nói lúc nãy, như em đề cập lúc nãy thì về xu hướng chung của thị trường giai đoạn này không có gì thay đổi nha anh chị. Thì mặc dù là có tín hiệu chốt lại ở nhóm cổ phiếu bất động sản nhưng mà dòng tiền không có rút ra khỏi thị trường cũng như là có cái sự luân chuyển. Thì với cái kịch bản trước đó chúng ta kỳ vọng là gì? Chỉ số sau khi vượt đỉnh nó sẽ có những nhịp đi ngang hoặc là có thể test trở lại vùng đỉnh là quanh cái mốc 1420 này. Thì những cái diễn biến hiện tại của chỉ số vẫn đang trong kịch bản của chúng ta đề ra. Cái mốc hỗ trợ trong ngắn hạn sẽ vẫn là quanh cái ngưỡng 1425 nha anh chị. Quanh đường EMA 10 là đường màu nâu này.
đường màu nâu là đường EMA 10. Thì hiện tại cái mốc hỗ trợ sẽ trùng với vùng đỉnh cũ trước đó cũng như là đường EMA 10. Nó sẽ trở thành một cái mốc hỗ trợ đáng tin cậy trong thời điểm hiện tại. Và kháng cự của chỉ số sẽ trùng với mốc FIBO là quanh cái ngưỡng 1480 cho đến 1500. Thì cái xu hướng chung cũng như là cái kịch bản thị trường giai đoạn này chưa có sự thay đổi. Thì mặc dù hôm nay có tín hiệu chốt lãi và có một nhịp điều chỉnh với vốn lớn, nhưng mà về khối lượng hôm nay em đánh giá là có cả lực cung và lực cầu trên thị trường. Lực cung áp đảo ở nhóm cổ phiếu bất động sản, nhưng lực cung đó, nhưng cái dòng tiền đó nó chuyển sang các cổ phiếu nhóm ngân hàng, và mình đang kỳ vọng cái sự lan tỏa dòng tiền từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cho nên dạng này thị trường vẫn đang rất là ổn định, vẫn đang là tích cực chứ chưa có tín hiệu gì xấu nha anh chị. Thì những cái nhóm nào tăng nóng thì nó chỉ áp lực chốt lại là cái điều hoàn toàn bình thường. Và thị trường sau những cái nhịp tăng mạnh như thế này thì nó đang kìm hãm lại, nó đang hạ nhiệt, thì nó là một cái nhịp điều chỉnh cần thiết để thị trường có thể đi lên tiếp, tiến đến thử thách những cái vùng kháng cự xa hơn. Thì đó là về phân tích về thị trường một xíu cho anh chị em mình nắm, cũng như là các cái nhịp chỉnh về nhóm bất động sản trong phiên ngày hôm nay. Còn về nhóm chứng khoán thì thế nào, cũng là một trong những cái nhóm vốn hóa lớn. Thì phiên hôm nay các cổ phiếu chứng khoán thì bị điều chỉnh nhẹ thôi anh chị. Điều chỉnh nhẹ thì có cổ phiếu CTS, thì trước đó cổ phiếu CTS tăng khá là mạnh nè. Cổ phiếu CTS tăng khá là mạnh thì bị điều chỉnh trở lại, thì đang test trở lại đường EMA 10. Còn các cổ phiếu chứng khoán khác thì hiện tại thì hầu hết là đang vận động khá là ổn. Ví dụ như các cổ phiếu VCI, VND thì đã vượt đỉnh nè anh chị. Các cổ phiếu này thì đã vượt đỉnh rồi và sẽ khả năng sẽ đóng vai trò tiếp tục dẫn dắt chỉ số khi mà dòng tiền rời khỏi bất động sản nè, chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu ngân hàng cũng bắt đầu cho tín hiệu là tạo đáy ngắn hạn rồi anh chị. Thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng giai đoạn này thì cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, ví dụ như là Công Thương đang cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn ở vùng giá 29x, hoặc là MB Bank nè. Đây, những cái cổ phiếu ngân hàng đang cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn rồi thì nó cũng là một tín hiệu tích cực. Là chủ yếu nhóm này nó thiếu cái nhóm chứng khoán thì nó vẫn hơi thiếu câu chuyện hơn so với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Thì mình sẽ kỳ vọng về cái sự kinh doanh tốt của nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó ảnh hưởng đến cái mạng tự doanh của các công ty chứng khoán. Thì nếu như trong quý 4 nhóm ngân hàng trở lại cũng như là cái sự bùng nổ của dòng tiền như thế này, dạng này bùng nổ dòng tiền thì hưởng lợi nhất vẫn là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán. Cho nên từ đây cho đến cuối năm thì nhóm cổ phiếu chứng khoán nó có cái triển vọng sáng hơn giai đoạn quý 3 vừa rồi nha anh chị. Còn ở các nhóm midcap khác thì hôm nay mặc dù có tín hiệu điều chỉnh như là bán lẻ nè, cảng biển hoặc là thiết bị máy móc vân vân, thì những cái nhóm này mặc dù có tín hiệu điều chỉnh nhưng mà cái vol, anh chị em để ý là cái vol nó không quá lớn, nó cho thấy là dòng tiền vẫn chưa thoát ra và lực cầu vẫn nâng đỡ khá là tốt. Ví dụ như cổ phiếu SRT thì hôm nay mặc dù là đóng ở mức giá sàn, nhưng mà so với các cổ phiếu bất động sản khác thì cổ phiếu SRT dòng bán lẻ thì cái khối lượng bán nó không quá lớn và vẫn có lực cầu cân bằng, thì khả năng nhịp chỉnh này sẽ tiến về những vùng hỗ trợ để cân bằng giá trở lại và sau đó đi tiếp đối với cổ phiếu SRT. Cho nên dạng này đối với dòng bán lẻ này, dòng thép này, dòng bất động sản hoặc là dòng chứng khoán vân vân, thì những nhịp này mình có thể tìm những cái vùng hỗ trợ để canh. Nếu như cổ phiếu chỉnh về đó thì sẽ là cái cơ hội để mình mua vào. Cũng như là dòng ngân hàng thì tạm thời nhịp này mình không mua đuổi nha, thì hầu như các cổ phiếu ngân hàng đều đã trải qua khoảng đâu đó là 3-4 nhịp tăng rồi. Thì nếu như mình không mua từ trước thì đối với cổ phiếu dòng ngân hàng trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình rồi, nếu như anh chị em nào mua rồi thì mình yên tâm nắm giữ tiếp chờ gia tăng. Còn thời điểm này khi mà anh chị em mình nếu như vừa chốt lại kịp ở nhóm bất động sản hoặc là vừa bán bất động sản và muốn chuyển ra mua cổ phiếu ngân hàng ngay thì nó khá là rủi ro. Khi mà mình mới bán một nhóm cổ phiếu giảm mạnh và mình chạy sang mua một nhóm cổ phiếu đang tăng thì nó có thể dẫn đến thậm chí là lỗ kép. Cho nên tạm thời mình sẽ vẫn tìm các cổ phiếu mà chờ có cái nhịp điều chỉnh, cũng như là các cổ phiếu các cái nhóm ngành còn triển vọng quý 4 thì mình sẽ chờ cái nhịp điều chỉnh để mua vào. Thì đôi khi mà anh chị mình chốt lại rồi, khi mà anh chị mình đang cầm tiền thì những cái nhịp điều chỉnh này nó lại mang ở cái thiên hướng là cơ hội đầu tư hơn là rủi ro ngành. Như vậy thì chiến thuật hiện tại thì chúng ta giai đoạn này thì thị trường nó sẽ biến động mạnh nha anh chị. Giai đoạn này thì anh chị mình cần chú ý một điều là thị trường sẽ biến động mạnh. Điển hình trong phiên ngày hôm nay thì chỉ số đã có biến động rất là mạnh khi mà cái mức giá cao nhất là 1463, còn mức giá thấp nhất là 1440. Thì hôm nay anh chị thấy là thị trường biến động rất là mạnh và những cái phiên tiếp theo khả năng cao sẽ còn tiếp tục biến động mạnh như thế. Và dòng tiền sẽ liên tục luân chuyển giữa các nhóm ngành. Cho nên đối với những nhà đầu tư mà tài khoản chúng ta hơi nhỏ hoặc là cái sức mua đang căng, đặc biệt là các chị em sử dụng margin, thì chúng ta có thể hạ bớt tỷ trọng một phần nắm giữ. Thì giai đoạn này hầu hết nhiều cổ phiếu anh chị em mình đang nắm vẫn đang có mức lãi tốt nha, vẫn đang có mức lãi tốt, thì mình có thể chốt một phần để giữ cho tài khoản của anh chị em mình có cái sức mua. Không nên để cái tình trạng mất sức mua đối với tài khoản anh chị em mình trong giai đoạn này, bởi vì nó rất là rủi ro. Thậm chí là khi thị trường chỉnh mình không mua vào được và mình lại bị kẹp thêm cổ phiếu. Cho nên em vẫn ưu tiên là những anh chị nào đang có lãi thì mình có thể chốt một phần để tạo cho tài khoản của mình cái sức mua. Khi đó thì thị trường chỉnh mình có thể cover lại hàng tốt hơn.
Còn đối với những anh chị em mình đang nắm tiền mặt hoặc là tài khoản có sức mua nhiều, đang dư sức mua nhiều thì có thể nhặt dần các mã cổ phiếu có triển vọng trong quý 4. Những mã cổ phiếu đó là những cổ phiếu nào thì lát nữa em sẽ đề cập. Thì như đề cập rồi, tổng quan thị trường thì xu hướng nó không có thay đổi, cũng không có thông tin gì xấu ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Cho nên dạng này vẫn tích cực tìm các cổ phiếu có điểm mua để mua vào. Vì là trong những cái nhịp điều chỉnh sẽ là cái cơ hội, những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, những cái nhịp rung lắc sẽ là cái cơ hội để mình có thể gom hàng giá tốt. Thì đó là những phân tích của em về thị trường cũng như là cái chiến lược cho anh chị em nhà đầu tư có thể tham khảo. Thì tiếp theo mình sẽ đi phân tích về cái nhóm cổ phiếu anh chị em mình rất là quan tâm ở thời điểm hiện tại sau một cái phiên chỉnh mạnh, đó chính là nhóm cổ phiếu bất động sản. Về nhóm cổ phiếu bất động sản thì em sẽ phân tích về một số cổ phiếu mà nhiều nhà đầu tư quan tâm cũng như là những cái cổ phiếu mà có cái khối lượng giao dịch tốt. Thứ nhất là cổ phiếu KBC. KBC là một trong các cổ phiếu nhà đầu tư quan tâm giai đoạn này khi mà có những nhịp tăng vượt đỉnh. Thì đối với cái phiên chỉnh hôm nay của cổ phiếu KBC thì mình đánh giá là đây, hôm nay vào phiên sáng cho chị em trong room khách hàng của em. Đây, và đầu phiên sáng thì em có cho anh chị em mình là chốt bớt đối với cổ phiếu KBC. Khi mà vào đầu phiên sáng cổ phiếu tăng khá là tốt thì em đã cho anh chị em mình chốt lại ở vùng giá 52.x và đang cho cover lại hàng ở vùng giá 48-50. Thì mặc dù là hôm nay em cho cover lại hàng thì có thể nói là tương đối sớm, nhưng mà với cái nhịp chốt trước đó thì mình đang có sức mua thì những cái nhịp chỉnh như thế này mình có thể cover lại hàng tốt hơn. Thì đối với cổ phiếu KBC, cái vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của cổ phiếu, mình vẽ lại cái đồ thị cho anh chị mình dễ nhìn ha. Đối với cổ phiếu KBC thì vùng hỗ trợ trong ngắn hạn của chỉ số sẽ là quanh cái mốc MA50 nè. Nó cũng trùng với cái vùng đỉnh cũ trước đó. Cái mốc MA20 cũng trùng với vùng đỉnh cũ trước đó là mức giá 46x. Thì với cái nhịp giảm trong phiên ngày hôm nay đóng cửa mức giá sàn và trắng bên mua thì việc ngày mai cổ phiếu sẽ tiếp tục cái đà điều chỉnh là cái điều hoàn toàn bình thường, và anh chị mình cần chuẩn bị tâm lý cho cái nhịp chỉnh đó nha. Thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục nhún về vùng giá 45-46. Thì nếu những anh chị em nào đã chốt được hàng ở vùng giá 52.x thì những cái nhịp test về đây thì mình có thể cover lại 30% lượng hàng đang nắm giữ. Và tuyệt đối thì ở thời điểm này em nghĩ là chúng ta không bán tháo nữa. Vì khi mà em khuyến nghị giá bán cao, tại sao chị em mình không bán mà khi cổ phiếu giảm sàn thì mình đua nhau bán? Thì cái việc đầu tư như thế nó tương đối rủi ro và không có hiệu quả. Cho nên nhịp này nếu như những anh chị em nào còn bị kẹp hàng hoặc là có thể chốt một phần ở giá cao rồi thì nhịp này mình có thể canh cover lại hàng ở vùng giá 45 nè, quanh 45.x nè, 44-45, thì vùng này mình có thể cover lại hàng. Về triển vọng đối với cổ phiếu KBC không có gì thay đổi nha anh chị. Trước đó em đã phân tích về báo cáo tài chính của KBC rồi, về những cái dự án tiếp theo thì mình sẽ không đề cập lại trong video ngày hôm nay nữa, mà hôm nay mình sẽ nói về kỹ thuật. Thì về triển vọng doanh nghiệp thì không có gì thay đổi trong ngắn hạn cả, và cái nhịp tăng vừa rồi của KBC cũng không tính là một nhịp tăng nóng nha anh chị. Khi mà cổ phiếu vượt đỉnh nè thì nó không vượt được đỉnh, nó có nhịp điều chỉnh và sau đó điều chỉnh rũ hàng thì nó lại có nhịp tăng. Nhưng mà nhịp tăng này không đánh giá là một nhịp tăng nóng, cho nên em đánh giá nhịp chỉnh này thì chủ yếu là bị áp lực bởi ngành thôi. Thì mình sẽ chờ cover lại hàng ở vùng giá 45-46 đối với cổ phiếu KBC, và tạm thời không cắt lỗ nữa nha anh chị. Tạm thời ở vùng giá này theo quan điểm cá nhân của em thì mình sẽ không cắt lỗ nữa mà chờ mua lại hàng thôi. Ví dụ thì mình có thể chơi trading T0, ví dụ như là mua lại 44-45 và chờ nhịp bull lên tầm 48 thì mình bán ra, thì giúp cho anh chị mình hạ giá vốn nếu bị kẹp hàng ở vùng giá cao quá, hoặc có thể thậm chí là mua gom thêm đối với KBC nhịp này. Quan điểm của em thì sẽ không bán tháo nữa nha. SCR cũng vậy, hôm nay vào đầu phiên sáng đã cho anh chị em mình chốt trên 16, cho anh chị em mình chủ động lợi nhuận và chốt bớt một nửa đây. Thì nếu hôm nay anh chị em mình đã chốt bớt một nửa trên 16 được đối với cổ phiếu SCR thì mình sẽ chờ nha, chờ nhịp test lại đỉnh cũ đây. Khả năng cao cổ phiếu sẽ có nhịp test về đỉnh cũ là quanh vùng giá 14 nè anh chị, quanh vùng giá 14 và cũng gần với điểm MA20 nè, 13.5-14. Thì với cái việc bán mạnh trong phiên ngày hôm nay, anh chị thấy là vốn bán hôm nay của cổ phiếu SCR cũng tương đối lớn nha. Cho nên nhịp chỉnh tiếp theo là cái nhịp anh chị mình cần chuẩn bị tâm lý, bởi vì khả năng cao nó sẽ bước vào một nhịp chỉnh nữa. Phiên ngày mai thì hầu hết khả năng là các cổ phiếu bất động sản sẽ có nhịp chỉnh nha, chứ không thể nào mà mới một nhịp bán mạnh như thế này mà nó tăng lại mạnh được. Bởi vì anh chị em để cái vốn bán hôm nay cũng rất là lớn, nó nói lên cái áp lực chốt lại của nhà đầu tư, cho nên phiên ngày mai theo quán tính thì sẽ tiếp tục có lực bán. Thì mình sẽ theo dõi, nếu như cổ phiếu SCR chỉnh về vùng giá quanh 13.5-14 mà bật được thì mình có thể cover lại cái hàng mà mình đã chốt một phần trước đó, thì mình ở vùng giá này thì mình có thể mua lại, hoặc thậm chí những anh chị nào muốn mua mới thì mình chờ nha, chờ nếu như có nhịp test về đây và bật thì mình mua. Còn thời điểm hiện tại thì đối với các cổ phiếu bất động sản này thì SCR nè, Nam Long, DIG và
Và cổ phiếu KBC là những cái cổ phiếu em có phân tích qua về doanh nghiệp, thì những cái hiện tại thì những cái triển vọng của doanh nghiệp cũng chưa thực sự được khai phá hết. Và cổ phiếu SCR thì trước đó không có nhịp tăng nóng, thì lúc nãy em có nói rồi, đối với dòng bất động sản nhịp này mà muốn mua lại thì mình vẫn nên ưu tiên những cái cổ phiếu trước đó không có tăng nóng. Còn những cổ phiếu như DIG thì em không bàn cãi nữa, bởi vì nó đã tăng quá là nóng rồi, tăng liên tục những phiên trần như vậy thì hầu hết nhà đầu tư có lãi. Và khi mà cổ phiếu tăng nóng thì nhịp nó chỉnh mạnh là cái điều chúng ta cần chuẩn bị tâm lý. Còn đối với những cổ phiếu như SCR, nhịp rồi không hề tăng nóng nha chị, nhịp vừa rồi không hề tăng nóng, thì nhịp này mình sẽ chờ cover lại hàng ở vùng giá quanh 13.5 cho đến 14, và thời điểm này thì quan điểm của em sẽ không bán nữa, bởi vì trước đó giá cao mình đã chốt rồi thì mình mua lại, chứ không có việc mà chúng ta không bán giá cao mà đi bán giá sàn. IJC cũng vậy nè, IJC nhịp này thì phiên hôm nay cũng chỉnh khá là mạnh, thậm chí là thời điểm phiên sáng có mức giá trần, còn cuối phiên là đóng cửa mức giá sàn, nó cũng là một tín hiệu khá là xấu. Thì khả năng cao IJC sẽ tìm về đường EMA 50 nha, là đường EMA 20 là quanh mức giá 31.5 cho đến 32. Thì tạm thời nếu anh chị nào còn hàng thì mình theo dõi thôi. Về như trước đó thì mình phân tích rồi về triển vọng của IJC thì target đâu đó khoảng là 37 đến 38, thì nếu như anh chị nào chốt kịp rồi thì mình sẽ chờ lại vùng giá này mình mua sau. Thì với cái phiên hôm nay chị thấy là lực bán cũng rất là mạnh, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có lực cầu, thì tạm thời mình theo dõi cho cái nhịp tiếp theo. Khả năng cao nó sẽ test về cái nền ngắn trước đó cũng như là quanh EMA 20 là quanh vùng giá 30-31 cho đến 31.5, thì tạm thời mình theo dõi. Thì nếu như anh chị mình không bán kịp thì quan điểm của em thì tạm thời mình nắm giữ thêm, bởi vì những cái cổ phiếu em đang phân tích đây là những cái cổ phiếu nó không có tăng nóng giai đoạn rồi, cho nên giai đoạn này thì nó chỉnh thì em nghĩ là áp lực chỉnh chung từ nhóm ngành thôi. Thì mình sẽ chờ ở những vùng hỗ trợ, mình muốn mua mới hoặc là muốn cover lại hàng thì mình sẽ chờ. Hiện phiên ngày mai thì tạm thời chưa mua mạnh đâu nha anh chị, bởi vì mình chờ nếu như có tín hiệu mà bật lại thì mình mới mua. CEO hôm nay cũng chỉnh nha anh chị, nhưng mà hôm nay thì ở vùng giá EMA 10 có lực cầu vào và không đóng cửa mức giá sàn, thì đó cũng có thể nói là một tín hiệu tốt cho cổ phiếu. Thì vốn lớn hôm nay chủ yếu đến từ cả lực bán và lực mua. Thì anh chị em thấy là cổ phiếu sau khi chạm đỉnh thì nó có tín hiệu điều chỉnh là cái điều hoàn toàn bình thường. Thì đối với cổ phiếu CEO thì trên vùng giá 13.5 thì trước đó đã khuyến nghị cho anh chị mình ở vùng giá 11.7, thì khi chạm về 13.5 thì mình có thể chốt một phần rồi, đã khuyến nghị rất là nhiều lần rồi. Thì nếu như anh chị nào chốt kịp thì mình sẽ chờ cover lại hàng ở mức giá 11.5 nè, mình sẽ chờ cover lại hàng ở mức giá này, cũng như là muốn mua mới thì chờ ở vùng giá này nha. Còn nếu phiên ma tích cực cổ phiếu vẫn giữ giá trên 12 thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ được đối với cổ phiếu CEO. Long Hậu hôm nay cũng bị điều chỉnh, thì khả năng cao với cái áp lực bán như thế này, thì với mức giá vốn trước đó đã khuyến nghị cho anh chị mình là mức giá vốn 53, thì tạm thời phiên hôm nay chỉnh thì quay về giá vốn thôi. Thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục có những nhịp nhúng về quanh EMA 50 là vùng giá 51.x nè, thì tạm thời mình nắm giữ, mình theo dõi cái nhịp bật ở vùng giá này. Thì nếu như gãy khỏi đây thì mình có thể thoát một phần cho an toàn, thoát khoảng đâu đó là 30% thôi nha, và chờ cover là hàng ở vùng giá 47-48. Còn tín hiệu tích cực mà cổ phiếu giữ trên được vùng giá 51.x thì mình nắm giữ tiếp được đối với Long Hậu. Long Hậu trước đó chưa tăng mạnh nha anh chị, cho nên cái việc mà bị bán tháo thì không có. Anh chị thấy là phiên hôm nay vốn giảm của Long Hậu nó không có quá nhiều như các cổ phiếu khác, thì tạm thời mình nắm giữ tiếp hàng, mình theo dõi thôi. FCN phiên hôm nay bị chỉnh cũng khá là mạnh, thì tạm thời mình sẽ theo dõi thôi. Khả năng với phiên ngày mai mà nó mất cái mốc 16 thì nó sẽ tiến về vùng nền phía trước là quanh vùng giá 15 cho đến 15.5. Thì nếu như anh chị nào chưa chốt lại thì tạm thời mình gồng thêm một tí, mình khả năng nó sẽ test về 15 đến 15.5. thì nếu như test về đây và bật ổn thì mình có thể cover lại hàng. Thì tạm thời quan sát đối với cổ phiếu SCN nha. SCN thì thuộc dòng đầu tư công, về triển vọng của bất động sản nè, bất động sản khu công nghiệp và đầu tư công thì nó vẫn phụ thuộc nhiều vào cái gói kích thích kinh tế, và nó vẫn là một cái nhóm ngành có câu chuyện. Nhưng mà giai đoạn vừa rồi khi mà nó tăng thì với áp lực chung của thị trường, khi mà thị trường cũng tăng nóng, cổ phiếu cũng tăng nóng, thì khi mà thị trường có những nhịp chỉnh thì những cái cổ phiếu mà bị tăng nóng giai đoạn vừa rồi thì nó sẽ bị lôi ra chốt. Thì nhịp này tạm thời theo dõi đối với cổ phiếu SCN nha. Thì nếu như cổ phiếu giữ được mức giá 15 thì tạm thời mình nắm giữ tiếp. C4G cũng là một cổ phiếu trước đó có khuyến nghị cho anh chị em mình, thì tích cực hơn các cổ phiếu khác, thì C4G hôm nay có nhịp bật ở EMA 10, nó giống với cổ phiếu CEO là có cái lực cầu đỡ ở vùng EMA 10. Thì nhịp này vẫn giữ quan điểm như cũ là cái target trong ngắn hạn là 15, và cái mốc chặn lãi cho cổ phiếu thì tạm thời sẽ rời về 12.5, bởi vì đây là cổ phiếu sàn upcom, biên độ dao động trong phiên khá là lớn thì nó có thể đạt mạnh về đây sau đó bật lại, cho nên tạm thời mình sẽ đặt cái mốc chặn lãi ở quanh 12.5, thì mình để theo dõi. Thì đối với cổ
phiếu C4G trước đó khuyến nghị là ở vùng giá tương đối thấp, giá vốn của anh chị mình đâu qua 12 thôi, thì tạm thời mình có cái lợi thế về giá vốn thấp thì mình nắm giữ thêm nha. Đất xanh thì nói nhiều rồi, đất xanh có kháng cự mạnh quanh vùng đỉnh cũ là quanh mức giá 25-26, thì khi chạm về đây đã cho anh chị mình chốt một phần rồi. Thì phiên hôm nay chỉnh mà vân cũng lớn thì khả năng cao nó sẽ về cái MA20 nha anh chị, khả năng sẽ về MA20 quanh vùng giá 22. Thì nếu như anh chị nào muốn mua thêm hoặc là muốn mua trung bình giá hoặc là muốn mua mới thì mình chờ test về quanh 21.5-22, nếu chạm về đây bật thì mình mua. Thì đối với dòng bất động sản thì chưa nên vội vàng bắt đáy nha anh chị, chưa nên vội vàng bắt đáy đâu, bởi vì nó sẽ chỉnh phiên hôm nay, chỉnh mà giá sàn như thế này thì khả năng những phiên tới nó còn chỉnh nữa và nó sẽ có những nhịp bull, thì tạm thời mình sẽ theo dõi cái nhịp chỉnh phiên ngày mai. Thì nếu như cầu hấp thụ tốt thì mình mới tham gia, còn nếu như nó vẫn chưa có lực cầu đỡ thì đối với cổ phiếu đất xanh thì trước đó cũng tăng mạnh rồi thì mình sẽ theo dõi cái lực cầu. Thì đây là một cổ phiếu em cũng không có đánh giá cao lắm đâu, không đánh giá cao lắm như các cổ phiếu SCR, Nam Long, bởi vì cổ phiếu này đánh cũng tương đối không ổn định, thì tạm thời mình sẽ theo dõi ở vùng giá 22. Thì nếu như chạm về đây bật được thì mình cân nhắc sau. KDH hôm nay cũng bị chỉnh luôn, và cái mức chỉnh khá là lớn này. Thì đối với nhịp này của cổ phiếu KDH thì khả năng cao nó có thể về lại nền 44-45 nha anh chị. Nếu như không giữ được MA20 ở vùng giá 46 thì nó sẽ về lại nền trước đó cũng như là quanh MA50. Thì tạm thời mình chờ đối với cổ phiếu KDH nếu như muốn mua mới. Thì nếu như phiên ngày mai tích cực ở chỗ cổ phiếu chạm về 45.5 mà bật được thì mình sẽ nắm giữ tiếp. Còn nếu như mức mốc 45.5 thì mình sẽ chờ ở vùng giá thấp hơn là quanh 43-44 nếu như muốn mua mới nha. Thì đó là một số cổ phiếu bất động sản trước đó có khuyến nghị, như là một số cổ phiếu bất động sản mà nhiều nhà đầu tư quan tâm em có phân tích. Mình quên cổ phiếu đầu ngành là Vinhome thì phiên hôm nay chỉnh, nhưng mà nếu như anh chị em nhìn thấy một điều là trước đó cổ phiếu chỉ mới có tăng từ vùng giá 80 cho đến 85 thì cái nhịp chỉnh này hoàn toàn bình, nó không có quá rủi ro cũng như là khó bị chỉnh sâu. Đặc biệt đây là cổ phiếu cũng mang tính là cổ phiếu điều tiết thị trường, cho nên nhịp này em vẫn đánh giá là nắm giữ được đối với cổ phiếu Vinhome nha. Vinhome nhịp này thì không tăng nóng cho nên việc mà cổ phiếu bị chỉnh mạnh thì khó, cũng như là cổ phiếu vốn hóa lớn của thị trường thì khả năng tạo lập vẫn sẽ đỡ giá cho cổ phiếu này. Thì tạm thời mình vẫn nắm giữ được đối với cổ phiếu Vinhome nha. DIG DG nhịp này thì chờ thôi, nếu như muốn mua mới thì chờ thôi, khả năng nó sẽ còn vài phiên giảm nữa. Anh chị em thấy là những cái phiên trước đó tăng nè, tăng từ cái phiên ngày 26 cho đến cái phiên ngày 2 tháng 11, anh chị em thấy tăng nhưng mà vô nó không tăng, nghĩa là cái lượng hàng chủ yếu là nằm trong tay tạo lập rồi, và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì muốn mua cũng không mua được. Và cái nhịp này nếu nó xả thì hầu như các nhà đầu tư đều đang có lãi, thì họ sẽ tiếp tục bán bất chấp bởi vì cổ phiếu có tín hiệu quay đầu. Và với cái lượng hàng hôm nay là đặt bán ở mức giá sàn là 2.7 triệu như thế này thì khả năng cao nó sẽ còn chỉnh nữa. Thì đối với cổ phiếu DG em sẽ chờ vòng mới sau ít nhất là ở vùng giá 40-42 thì mình sẽ mua sau. Còn thời điểm hiện tại thì em, quan điểm của em sẽ đứng ngoài nhìn, bởi vì mặc dù cổ phiếu chỉnh nhưng mà một phiên chỉnh chưa nói lên được điều gì, và trước đó cổ phiếu tăng khá là nóng, cho nên cái việc mà lao vào bắt đáy đối với cổ phiếu DG không phải là cái lựa chọn tốt giai đoạn này. Nam Long cũng vậy, Nam Long là một cổ phiếu em khá là ưa thích. Đây, trước đó đã phân tích kỹ và những anh chị em nào trong room khách hàng của em đều đã mua từ vùng giá 43-44 thì nhịp này mình sẽ nắm giữ. Đối với cổ phiếu Nam Long em phân tích khá là kỹ và em đánh giá cao về triển vọng dự án, cho nên em vẫn cho anh chị em mình trong room khách hàng nếu như chưa chốt kịp thì mình vẫn nắm giữ được. Và giờ cái mốc chặn lãi về 54 nhịp này đối với cổ phiếu Nam Long thì nếu như cổ phiếu không vi phạm mốc này thì vẫn nắm giữ được. Bởi vì mình đánh giá như lúc đầu rồi, cái việc mà chúng ta bán cổ phiếu giảm mạnh và chạy sang đua cổ phiếu tăng mạnh nó sẽ rất là rủi ro, thậm chí là dẫn đến cái việc lỗ kép. Bởi vì cái chuyện bọn doanh nghiệp không thay đổi nè, cái mức giá vẫn chưa có nghĩa là cái giá chưa cao hơn giá trị, chưa overvalue thì không có lý do nào mà cổ phiếu bị chỉnh mạnh như thế mà mình đem bán ra. Thì triển vọng nếu như không thay đổi thì tạm thời vẫn nắm giữ được đối với cổ phiếu Nam Long. Nói một xíu về bất động sản khu công nghiệp SSC luôn. SSC thì nhịp này bị bán khá là mạnh, thì tạm thời mình sẽ theo dõi ở mức hỗ trợ. Là quanh vùng nền ngắn trước đó là quanh mức giá 56. Thì nếu như cổ phiếu vẫn giữ được mức 56 thì tạm thời mình nắm giữ được. Thì đối với các cổ phiếu bất động sản, nếu như để đánh giá thì phiên ngày mai chị mình ưu tiên đánh giá sau 10:30 nha, bởi vì đầu phiên sáng khả năng cao nó sẽ tiếp tục bị quan tâm bán thì nó sẽ có những nhịp giảm sau, nhưng mà sau 10:30 thì cái thị trường nó mới ổn định cũng như là cái mức giá mới ổn định, thì mình sẽ ưu tiên quan sát sau 10:30. Thì đó là về nhóm bất động sản, phân tích cho anh chị em mình thấy cái triển vọng. Tiếp theo là cái nhóm bán lẻ. Nhóm bán lẻ cũng là cái nhóm kỳ vọng cho quý tư. Thì BNG nói rất là nhiều rồi, anh chị em mình có thể mua quanh vùng giá 100 cho đến 102. Thì hiện tại hôm nay cổ phiếu BNG vẫn giữ nhịp rất là tốt so với thị trường. Anh chị em thấy đó, mặc dù là bất động sản chỉnh, các cổ phiếu bị chỉnh, nhưng mà những cái nhóm ngành còn kỳ vọng cũng như là trước đó không tăng nóng thì nó vẫn đang giữ giá khá là tốt và nó là lực đỡ cho thị trường. Thì đối với cổ phiếu BNG, cái mục tiêu trong ngắn hạn sẽ vẫn là quanh vùng giá 108 nha, trong ngắn hạn là quanh 108.
Còn nếu như nhà anh chị nào muốn mua mới thì cổ phiếu test về quanh vùng giá 100 cho đến 102 thì mình mua, còn không mua ở mức giá cao. VRE là cũng là một cổ phiếu có thể đón sóng dài, thì nếu như anh chị nào muốn đón sóng bán lẻ thì VRE cũng là một lựa chọn. Cổ phiếu nếu như giảm về dưới quanh 31 cho đến 31.5 thì vẫn còn điểm mua cho anh chị nào muốn mua mới đối với VRE nha. Nhìn này, VRE đang đánh cho tín hiệu là vượt trên giảm. Tại hôm nay là đóng cửa trên EMA 200 là một tín hiệu tốt, mặc dù là thị trường bị điều chỉnh khá là mạnh thì anh chị em mình chú ý đối với VRE nếu như muốn đón sóng bán lẻ nha. BES cũng vậy, BES thì hiện tại vẫn trong vùng giá mua nha. BES hôm nay bị bán nhưng mà anh chị em để ý là đầu phiên sáng cổ phiếu mở gap mà cái volume không đủ để cổ phiếu duy trì gap, và cổ phiếu đóng cửa ở mức giá thấp nhưng mà cái volume bán hôm nay không mạnh, cái volume bán đối với cổ phiếu BES không mạnh. Hiện tại ở vùng giá quanh 30.x sẽ vẫn là vùng giá mua được đối với cổ phiếu BES nha. FRT thì hôm nay bị chỉnh mạnh hơn, đóng cửa mức gần sàn. Nhưng mà vốn bán, chị em thấy để ý nãy giờ vốn bán của mấy con bất động sản ở mức giá sàn so với vốn bán của FRT thì vốn bán này không có đáng kể lắm. Thì tạm thời nhịp này chờ nha, FRT khả năng cao sẽ chỉnh về đây đó, khả năng cao sẽ chỉnh về 49-50. Thì nếu như anh chị nào muốn bắt lại thì mình sẽ chờ vùng giá 49-50. Trước đó đối với cổ phiếu FRT đã cho anh chị mình chốt lãi rồi đây. Anh chị nào có FRT chủ động phần lợi nhuận vào ngày 1 tháng 11 khi mà em khuyến nghị ở vùng giá 47-48 thì vùng giá này chốt được rồi, thì với nhịp này thì mình sẽ chờ mua lại hàng ở vùng giá tốt hơn. Thì anh chị em nào muốn mua mới chú ý đối với cổ phiếu FRT được nha, ở vùng giá 49-50 chờ thôi. Thì đó là một số cổ phiếu dòng bán lẻ cần chú ý. Mình review sơ qua về các cổ phiếu ngân hàng trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình nha. Thứ nhất là Techcombank hôm nay có dòng tiền vào nè. Hôm nay Techcombank có dòng tiền vào và đang tăng rất là tốt, trở về vùng kháng cự là quanh 55. Thì nếu như những anh chị nào đã mua theo khuyến nghị của em ở vùng giá quanh 50 cho đến 51 thì nhịp này chờ vượt 55 để gia tăng nha. Thì nhịp này mình sẽ không vội mua mới, không vội mua đuổi đâu. Mình sẽ chờ khi nào cổ phiếu chính thức mà vượt khỏi 55 và cái dòng tiền vào mạnh thì là khả năng nó trở lại uptrend cao thì cái xác suất thắng lợi của anh chị mình cao hơn. Thì đó là về chiến lược đối với cổ phiếu Techcombank. Còn về nắm dài đối với những anh chị nào chưa mua kịp như trước mà nhịp này vẫn muốn mua thì ở vùng giá dưới 54 thì mình vẫn mua được, nhưng mà tỷ trọng nhỏ nha, tỷ trọng 20% thôi. MB Bank cũng là một trong các cổ phiếu em đánh giá tốt, nhưng mà MB Bank nhịp này thì chờ vượt 29.3 để gia tăng nha. Trước đó đã cho anh chị mình mua ở vùng giá 28-28.5 rồi, thì nhịp này chờ vượt 29.3 để gia tăng tiếp. Thì đối với những anh chị nào có theo dõi video thì hiện tại đang có vị thế khá là tốt đối với các cổ phiếu ngân hàng nè, Techcombank nè, MB Bank hoặc là ACB, rất là nhiều cổ phiếu ngân hàng. Thì trước đó em chỉ đã tuyển chọn ra một số cổ phiếu tốt cho anh chị mình mua thôi, và hiện tại trong phiên ngày hôm nay đang thể hiện tín hiệu tốt nè. Ví dụ như MB Bank thì mình sẽ chờ vừa 29.3 để gia tăng tiếp nha. ACB cũng vậy, ACB thì mình hiện tại đang có tín hiệu trở lại trên tăng, anh chị đang có tín hiệu nè. Thì nhịp này trước đó chị nào đã mua ở vùng giá quanh 32 cho đến 33 thì mình sẽ nắm giữ tiếp. Đây, còn nếu như những anh chị nào chưa mua mới kịp á, thì chờ cổ phiếu hạ nhiệt là quanh 33.5 thì mình mua nha. Thì nhịp này mình đánh giá nếu như cổ phiếu có thể vượt được cái kháng cự trong ngắn hạn là quanh 34.5 nè. Cái vùng đỉnh trong ngắn hạn, nếu như cổ phiếu ACB có thể vượt được mốc này thì khả năng cao nó sẽ tiến về cái vùng nền trước đó và thậm chí là trở lại trên tăng. Thì cổ phiếu đã có một thời gian dài tạo nền rồi và giai đoạn này đang thu hút dòng tiền trở lại cũng là một tín hiệu khá là triển vọng. Thì bên cạnh Techcombank, MB Bank, ACB cũng là một cái sự lựa chọn tốt giai đoạn này đối với nhóm ngành ngân hàng cho anh chị nào muốn mua nắm giữ lâu dài nè. OCB nói rất là nhiều anh chị em mình khi mà cổ phiếu test về quanh vùng giá 26-26.5 liên tục khuyến nghị anh chị em mình gom. Đây, trong room khách hàng của em, cổ phiếu OCB đã full tỷ trọng nè. OCB chốt mua lại quanh 26-26.5, tiếp tục gia tăng quanh dưới 27 và phiên ngày hôm qua tiếp tục gia tăng 4% còn lại dưới mức giá 27 này. Thì phiên hôm nay cổ phiếu đã đáp lại thành quả của anh chị em mình khi mà mặc dù thị trường chỉnh và đóng cửa mức giá trần, thì nhịp này kỳ vọng vượt 28 sẽ tiến về 3x nha. Anh chị nào đang nắm giữ cổ phiếu OCB thì có thể tiếp tục nắm giữ được, và chúc mừng anh chị nào đã theo khuyến nghị của em. Tiếp theo là MSB. MSB cũng là một trong các cổ phiếu ngân hàng khuyến nghị trước đó rất là nhiều ở vùng giá 22-22.5 và khuyến nghị gia tăng khi mà cổ phiếu vượt khỏi 23.5. Phiên hôm nay cổ phiếu MSB đã đáp ứng lại, đã trả cho cái sự kỳ vọng của anh chị em mình khi mà đã có nhịp tăng rất là tốt là hơn 6%. Nhịp này đối với cổ phiếu MSB tăng tốt và vun vào như thế này vượt 24.5 thì khả năng cao sẽ tiếp tục tiến đến những vùng giá xa hơn là 26-27. Anh chị em mình có hàng tiếp tục nắm giữ nha. Và nếu như chưa gia tăng kịp thì mình sẽ chờ cổ phiếu có nhịp đi ngang hoặc là test trở lại vùng đỉnh quanh 24 thì mình gia tăng, còn ở mức giá hiện tại thì không gia tăng nữa.
Thì đó là năm cổ phiếu ngân hàng rất là tốt, trước đó đã khuyến nghị cho anh chị em mình ACB, Techcombank, MSB, MBBank và OCB, thì chúc mừng anh chị em nào đã mua theo khuyến nghị nha. Còn về dòng chứng khoán dạng này có thể chú ý lại đối với cổ phiếu HCM nha anh chị. HCM ở vùng giá quanh 39.5, quanh đường EMA 50 thì có thể chú ý trở lại được. Thì hiện tại cổ phiếu đã vượt khỏi trên giảm này, cũng như là mình đang kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 4 của HCM khá là tốt. Thì nếu như anh chị nào muốn mua lại dòng chứng khoán có thể chú ý cổ phiếu HCM ở vùng giá quanh 39.5. VCI thì chờ nha, nếu như cổ phiếu test về lại quanh 67, quanh cái vùng đỉnh là 67 cho đến 68 thì có thể mua mới cũng như là gia tăng 30% vị thế được. Thì nhịp này anh chị nào muốn mua thì có thể chú ý được cho cổ phiếu VCI trong nhịp chỉnh nha, chờ nhịp chỉnh. Còn VND thì tiếp tục nắm giữ thôi, VND thì tiếp tục nắm giữ và giờ chặn lại về 58 để theo dõi tiếp thôi, còn hiện tại không có điểm mua mới. Đó là về dòng ngân hàng, dòng chứng khoán và cuối cùng là dòng thép. Dòng thép thì dạng này vẫn khuyến nghị nắm giữ cho anh chị em mình nha. Thì hiện tại đối với dòng thép thì mình đánh cho câu chuyện dài hạn. Đối với dòng này, trước đó thì có những nhịp tăng và hiện tại đang rũ. Và kỳ vọng sau ngân hàng, chứng khoán, dòng thép sẽ là cái dòng tiếp tục đi lên. Thì mặc dù là dòng thép nó ít có câu chuyện thu hút tiền hơn so với ngân hàng hoặc là chứng khoán, nhưng về cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công thì dòng thép cũng không có thể không đóng góp vai trò của nó. Và cái câu chuyện đầu tư công là câu chuyện toàn thế giới. Khi những cái việc mà giá thép giảm trong ngắn hạn như thế này nó cũng không có tác động quá nhiều đến doanh nghiệp đâu. Và cái mảng xuất khẩu của Nam Kim và Hoa Sen vẫn rất là mạnh. Thì nhịp này đối với cổ phiếu Hoa Sen thì tạm thời mình vẫn nắm giữ được. Và anh chị nào muốn gia tăng thì ở vùng giá quanh 44-45 có thể tiếp tục gia tăng thêm 30% nha. Quan điểm của em thì dạng này vẫn tiếp tục nắm dòng thép và có thể gom thêm hàng. Nam Kim thì chờ về nền 48-49 để gom. Thì đối với cổ phiếu Nam Kim, anh chị em nào có theo dõi video trước giờ của em thì em có khuyến nghị là cái vùng giá phía trên em không khuyến nghị mua, bởi vì mình đánh giá là mặc dù cổ phiếu đang có cái vùng giữ giá khá là tốt nhưng mà mức giá vẫn khá là cao để cho cái việc mua mới. Em vẫn chờ cái thời điểm nào cổ phiếu test về quanh 48 cho đến 49 thì mình mua. Thì dạng này khả năng cao Nam Kim sẽ có nhịp test về đây và đó sẽ là cái vùng mua thích hợp cho anh chị nào muốn mua mới thời điểm này cho cổ phiếu Nam Kim nha. TLH cũng vậy, TLH về nền dưới quanh mức giá 22-22.5 tiếp tục gom thêm được nha anh chị. Dạng này thì thép, quan điểm của em sẽ gom thêm chứ không bán tháo. Cuối cùng là cổ phiếu Hòa Phát thì nó sẽ mạnh hơn về cái mức độ an toàn thì nó sẽ cao hơn so với Nam Kim hay là Hoa Sen hay TLH, bởi vì nó có sản xuất được HR thì nó sẽ bán trong cái lĩnh vực nội, nó sẽ mạnh hơn về lĩnh vực sản xuất và nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi mức giá thép của Trung Quốc. Thì với nhịp này Hòa Phát thì những cái nhịp test về quanh 55 vẫn khuyến khích gia tăng thêm hàng được đối với anh chị em nào muốn mua mới cũng như là muốn gia tăng. Thì đó là về dòng thép, khuyến nghị của em sẽ là nắm giữ và có thể còn tiền thì anh chị mình có thể gom thêm hàng. Và dòng bán lẻ cũng vậy, dòng bất động sản thì chờ nhịp chỉnh, cũng như là dòng ngân hàng thì những anh chị nào mua theo khuyến nghị rồi thì tiếp tục nắm giữ. Còn về mua mới thì chỉ có ACB nếu như hạ nhiệt thì mình mua, cũng như là MBBank thì hạ nhiệt về 28X thì mình mua. Đó là tất cả các phân tích của em về thị trường trong qua cái phiên ngày hôm nay, cũng như là cái chiến lược sắp tới, kỳ vọng về dòng tiền để anh chị mình đưa ra quyết định về cái danh mục đầu tư của chúng ta. Thì dạng này, cái việc mà chúng ta mua đỏ bán xanh mới là cái việc cần làm, và cái việc mà đua xanh bán đỏ, thậm chí là tranh nhau bán giá sàn là một cái tín hiệu rất là rủi ro và không hiệu quả trong đầu tư. Thì em mong qua những cái phân tích trước đó của em thì không có chị em nào mà phải bán giá sàn đối với cổ phiếu bất động sản trong phiên ngày hôm nay, và không có chị nào mua đuổi và có mức lỗ sâu đối với cổ phiếu bất động sản nha. Thì mong những cái phân tích của em có thể giúp ích cho anh chị em mình. Thì em xin chúc anh chị em mình có một phiên giao dịch ngày mai thành công và thắng lợi. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ. Nếu chị thấy video hay có thể để lại cho em một like và bấm vào nút đăng ký nha.